Cô chú và anh chị và các bạn, hôm nay em có mặt tại bờ kè chợ gạo, em với một bạn biết cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem. Có chiếc tàu chở những cái trụ mất điện rất là lớn, cô chú anh chị. Em Hồng Hạnh miền Tây, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của em xin cảm ơn và tạm biệt.